Đoàn Tùng Vận đẹp đôi bên trai trẻ, Du Y xinh xắn như búp bê. Dàn sao gồm Lý Thấm, Đàm Tùng Vận, Thái Tử Khôn, Du Y ghi hình cho chương trình Running Man phiên bản chung. Thái Tử Khôn là cây hút rating của chương trình nhờ visual đỉnh cao, cùng khả năng chơi thể thao, lời suy nghĩ vô cùng thông minh. Mỹ Nam khoe đôi chân dài, tỷ lệ cơ thể như người mẫu trên trường quay. Nam ca sĩ sở hữu visual truyện tranh, là hình mẫu trong mơ của rất nhiều cô gái. Khoảnh khắc thòng tim khi Thái Tử Khôn đứng cạnh Đàm Tùng Vận để lộ khoảng cách chiều cao ngọt ngào và vô cùng lãng mạn. Cặp đôi cùng đi ghi hình nhưng đẹp đôi như trong một cảnh phim vậy. Đàm Tùng Vận đã 30 tuổi nhưng nhan sắc trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi. Nữ ca sĩ cho bút sướng đang đắt show tham gia chương trình thực tế nhờ tính cách thoải mái và vô cùng vui vẻ. Du Y buộc tóc hai chùm đáng yêu như búp bê, hớn hở vẫy tay chào fan. Mỹ nhân nhà Cooper đang hoạt động năng nổ ở quê nhà Trung Quốc. Và đây là nam ca sĩ Avanca. Angelina Baby lúc nào cũng xinh đẹp như thiếu nữ và được đánh giá là át chủ bài của Running Man phiên bản Trung Quốc. Lucas LCT là thành viên chính thức của Running Man. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.